Chị bị một con game Clash Heo kiếm tiền app kia tên là Lucky, anh chị được đánh giá là 4.6 sao. Con này là nếu mà độ quốc tiện của nó là ok, rất là uy tín nha anh chị. Em chơi cái hãng game này rồi 3-4 con rồi, anh em gì việc anh chị cứ việc clip vào con heo này thì nó hướng dẫn từ từng cho anh chị đa bao nhiêu. Coi clip chưa? Em mới vô chơi 311, sau khi anh chị vô thì được đăng ký thì được 200.000 coin anh chị. Anh chị clip vào cái phần dấu gạch đầu người này nè, phan đi em nghe đầu người này anh chị. Anh chị login bằng Google đây, bao mặt cao anh chị, gọi theo anh chị, đem biết cái nữa anh chị. Đâu mà ta anh ta, anh chị lít hai tay anh chị cho nó nhiều anh chị, nhân 81 phim. Con game này rất ngon anh chị, nhân 81 coi. Con game này anh chị kiếm một ngày 3 đô 4 đô 5 đô gì ăn thua gì rồi. Anh chị lít vào cái phần ngôi nhà này anh chị, phan để phan anh chị lít vào cái lối cho anh thôi, nghĩ sẽ đứng ngoài tờ chết mẹ rồi ao luôn cái gì. Cái này mất làm mất cắt video nữa anh chị. Sau khi anh chị lít vào cái phần mục RAM này nè anh chị, RAM test mini anh chị, nó sẽ cho mình hàng quà free chat nè anh chị. Anh chị vô tìm hiểu nghe, còn cái mục invite friend này nè là cái mã giới thiệu nha anh chị. Anh chị nhớ nhập cái mã giới thiệu này giúp em là DTHCV M. Đấy, em có để phần link mô tả nè anh chị. Anh chị nhập cái mã code này anh chị nhận được 800 coin anh chị. Rồi em ra giới thiệu review tiếp. Chết, em xem cái quảng cáo của anh chị. Mong anh chị thông cảm anh chị quảng cáo. Rồi anh chị bấm vào cái phần mục cái này anh chị video chat anh chị. Anh chị vô đây nhận phần thưởng hàng ngày anh chị, đánh giá anh chị. Rồi anh chị được tìm hiểu nha. Rồi sao anh chị để em coi bao nhiêu coi. Anh chị bấm vào muốn rút tiền, anh chị bấm vào nút phần dấu hết anh chị. Phan mong anh chị thông cảm anh chị, game này dưới em cái máy em quá trời cho chơi rồi, hơi nặng máy bởi vì trời ơi tờ làm video này chết rồi. Anh chị nhớ cái mập, anh chị nhớ nhập cái mã code này anh chị, nhập cái mã code này anh chị mới rút tiền được anh chị, nó mới login của anh chị cái phần rút tiền anh chị, rút tiền là hết rồi anh chị. Rồi sau khi đủ tiền thì anh chị lít vào đây, anh chị chọn nước Mỹ anh chị, khoan nước Mỹ đi coi, Thái Lan nè, UNET này nè, là nước Mỹ nè anh chị, là 210.000 coi là được 5x PayPal anh chị, 441.400 coi thì mình được 13 anh chị, 200 đô được nhiêu coi ta, 730.000 được 200 đô anh chị. Rồi anh chị nhớ nhập cái mã giới thiệu em để dưới đó, anh chị login mới cúp được tiền anh chị. Con game này nó hơi có bạn chút quảng cáo chút xíu à, sao rồi qua đây trò chơi điện tử nè. Rồi anh chị qua lúc key pin anh chị, phan để em qua lúc key pin đi ta.
spin. Anh chị có chúng đô và chúng coi được anh chị, đem quay thử anh chị. Chúng bao nhiêu đây? Con game này chơi đỡ buồn cũng được anh chị ơi. Ồ, 200 coi. Lên cái nữa anh chị. X2. Ồ, 100 cũng ngon anh chị. Còn mình muốn download thì nhân lên 100 là 1000 anh chị, đem em coi luôn. Uống quá à. Nhân 100 em bỏ uống quá. Làm gì? Rồi anh chị, hồi nãy em đã nhân 2 rồi vì em sợ mất thời gian nên em cắt bỏ anh chị. Rồi anh chị vô phần gâu nè, vô phần game thứ hai anh chị. Rồi anh chị bấm ta nè. Anh chị bấm gâu nè, anh chị chọn. Chọn ba cái giống nhau chúng coi nha anh chị. Có khi chúng ếch nên anh chị. Gì đây? Chuối hay dưa hấu, dưa leo gì đây? Em làm video này cũng hơi giật giật chút xíu, mong anh chị bỏ qua anh chị. Tại vì game nó máy em hơi nặng máy. Ồ, nhân 80 coi. Kẹt. Anh chị mới chơi một xíu cũng được, hay gần... gần 1000, gần 2000 anh chị. Rồi anh chị xuống game này nè anh chị. Cái này là What To Do. Anh chị xem video mới làm nhiệm vụ mấy cái game này anh chị. Để em xuống cái game này nữa anh chị. Ta là gì đây ta? Cái gì đây? Gì đây? Tết 200 coi. Này game nữa. Cái này chơi như là... rồi cái này chơi như là mình chơi con chơi núm vậy anh chị ơi. Này em chơi lại cái nữa anh chị, chơi khó quá à. Khó quá anh chị ơi. Anh chị nhấp cho nó bay lên anh chị để xuống rồi bay luôn. Thay đi 200 coi vô lại anh chị nhấp mà anh chị cho nó. Ê, đây trời ơi tức tội. Thôi anh chị tự tìm hiểu nha, vì để tránh mất thời gian. Anh chị nhớ chơi cái game này hay lắm anh chị. Rồi để em ra review tiếp. Rồi anh chị click theo anh chị. Rồi dính cái quảng cáo anh chị ơi. Anh chị chờ em chút nha. Rồi anh chị cứ việc click theo, click hai tay anh chị cho nó nhanh, cho nó được tiền nhiều hơn hai tay anh chị. Cái này ảo tụ nó tích clicker sao á. Ồ, nhân 32, thôi bỏ đi, không có xem. Ồ, anh chị chạm hai tay cho nhanh anh chị, nó mới phúng heo nhiều anh chị. Cái này tính clip mình đó anh chị lấy được nhiêu thì được anh chị. Rồi, nhân 31. Anh chị cứ lít hoài đi anh chị thì được tiền. Rồi, anh chị chia sẻ cái này nè anh chị. Thôi vậy video của em đến đây xin tạm dừng, xin chúc anh chị kiếm thật là nhiều tiền trên một con game này. Anh chị có thắc mắc gì không hiểu cứ để lại kênh em dưới, em sẽ hỗ trợ hết mình luôn. Chào tạm biệt.